Sau cái thử thách lần trước ấy thì mình đã nhận được một thử thách, đó là ăn xúc xích và không dùng cái dĩa, và mình sẽ ăn bằng mồm mà cũng không dùng cái dĩa, không dùng cái tay nha. Nhớ rút mồm lại. Mình cũng đã kết thúc xong cái thử thách ăn xúc xích mà không dùng tay, không dùng dĩa, và nó cũng khá ngon các bạn ạ. Thế bye bye, hẹn một video sau, mà đừng quên là comment thêm nhiều thử thách ở dưới bình luận của mình nhé.